Xiaomi A905 của Onkyo nhé. Đây là dòng size nhỏ với kích thước chiều ngang của Omni là khoảng 21cm, chiều sâu 24-25cm và chiều cao nó khoảng tầm 8-10cm. Cái dòng Omni này thì có mấy anh khách đang hỏi em thì ở đây em có một con, đây là Omni rời Onkyo, là con Onkyo A905 nhé, dòng size 21 thì đem lên phục vụ cho các anh nhé. Thì con Omni này thì nó sẽ có volume để chỉnh to nhỏ đây, cái nút input ở đây để có thể là vận chuyển các cái đầu input này. Đấy. Thì đầu vào nó sáng đèn ở đâu thì nó sẽ đầu vào ở đấy. Đây. Đèn nó sáng ở đâu sẽ đầu vào ở đấy nhé. Ví dụ em đang cắm và quý vị cắm đầu vào ở đâu chúng ta sẽ chuyển đúng đầu vào ở đấy cho em. Ví dụ như quý vị cắm điện thoại vào đường này 2 thì chúng ta sẽ phải chuyển đúng về đường này 2 nhé, để có nền tiếng nghe. Dưới đây thì là chúng ta thấy là có nút chỉnh bắt tép này. Đấy nhá. Cân bằng hai loa này. Lời thương của mẹ, anh về đây mẫn về. Ở đây nó sẽ có dù một nắng hai cao tính nhưng ấm bao tình của nắng tăng cường thêm tiếng bát tiếng chép lên. Dừng cái mối mắt nghe nhiều bát tép mới thì vẫn còn nó giống sau nhá. Sớ đã nói yêu anh, lời yêu thương còn mãi. Đèn xanh, nếu như mạnh nữa là đèn đỏ. Xin mời quý vị nghe thử một loạt chất âm của nó nhé. Đây là bài về sứ nghệ cùng em. Bên này có cái đèn rất đẹp và có cái viền vàng hôn ở trong cái volume rất là đẹp nhé, rất là sang. Anh có về xứ nghệ với em không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đỏ rồi anh thương nhiều hơn nữa. Bởi nơi em thắm đượm tình. Vẫn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi anh, về với quê em, nước biệt non son đường quanh quanh xứ nghệ. Về bên em nghe lời thương của mẹ, anh về đây mẫn về nọ hàm kẽ giáo sáng, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa. Răng gừng cay môi mặn, tiếng nói nó giống ai. Giờ đã nói yêu anh, lời yêu thương còn mãi. Anh thương anh có về xứ nghệ với em không? Anh thương theo em về xứ nghệ cùng anh. Có về xứ nghệ với em không? Anh thương theo em về xứ nghệ cùng em. Đấy. Bao nhiêu bạn đồng ý là bạn có những cái tiềm năng rất lớn nhưng mà bạn chưa được khai phá thôi. Con Omni này thì quý vị thấy là hàng rất là đẹp nha. Đấy. Nhỏ nhắn xinh xắn.
bản thân nó là cái âm lý rồi. Tất nhiên là âm lý đã là âm lý rồi mà nó không tích hợp bất cứ một cái gì vào thì nó nhiệm vụ của nó chỉ là âm lý thì nó sẽ tiếng rất là hay, đúng không ạ? Đấy, rất nhiều đường vào này, có đường vào ở dưới đây là line 1, line 2 này, em chụp lại cho đã nhé. Có đường line 1, line 2, rồi đường tape, rồi đường MD, đường tuner, đường CD, rất nhiều đường vào nhá. Và ở đây là có cả cổng cầu chữ U để cắm equalizer vào đây, rút cái cầu chữ U ra và cắm equalizer cắm chéo vào đây để chỉnh thêm về phần bắt chép nếu như mình muốn nhá. Bản thân nó có rồi nhưng mà chỉnh thêm sẽ hay hơn. Còn không thì thôi, để nguyên cái này. Cái âm đi nó sẽ có cả đường woofer riêng cho xúc điện này. Đấy, rất tiện lợi. Đấy. Công suất con này là 45W. À. Vâng. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm như quý vị nhá. Mấy công suất này thì nó kéo được những dòng loa bass nó khoảng 13, 14 hoặc 16 cm như thế này của dòng mini, rất là hay. Đấy. Đây. Thì như vừa rồi em có nói thì chắc có thể sẽ quý vị chưa hiểu, để đằng sau đây có một loạt các hệ thống đường vào. Line 1, line 2 rồi đường tape, đường line, đường CD gì đấy, đúng không? Thì quý vị cắm dây ở đường nào chúng ta sẽ chuyển đường đấy. Ví dụ bây giờ em cắm đường line 2 đúng không, thì em phải chuyển đường line 2. Nhưng bây giờ em chuyển đường line 1 này. Đấy. Thì đèn ở line 2 nó sáng cũng sẽ không có tiếng này, vì là mình chưa chọn đúng đầu vào. Đấy. Quý vị nhìn này, bây giờ đèn line 2 đang sáng này. Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải chuyển nó về đúng cái đường mà mình đang cắm là đường line 1, để bằng cách là vặn nút input ở đây. Vặn sang trái thì nó sẽ là đèn nó sẽ sang trái này, vặn sang phải thì nó sẽ tiến sang phải này, được chưa? Đấy. Thì ví dụ như mình muốn chuyển nhanh về line 1 thì vặn sang trái một cái, từ line 2 sang line 1 thì vặn xéo sang cái nó sang về đây luôn. Cây đến khi trổ chuyển đó đầy rơi bên ngay với tổng hợp bản tổng vàng như thế nào nhé. À, quên nhạc remix xem như nào nhé. Và giống như chưa từng quen, chưa quan tâm nhiều về nhau. Chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc. Có đôi khi lòng em thay xa xa. Em đã bật khóc như mưa. Và nếu như một ngày mai ta đi trên đường gặp nhau, hãy xem như vậy đi. Em lưu ý là cái clip này em bán là bán cái âm đi này nhá. Âm đi này thôi, còn đâu là cái loa này em sẽ chiếm vào để thử cái đầm của nó nhá. Đấy, thì con này là con A905. Đấy, giá của nó thì là đi những con hàng đẹp như này, vâng, giá âm đi của nó là đi 1.890.000. Thì anh nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979 589 182 cho em nhé. Vâng, xin chào quý vị. Vâng.